Trên thị trường hiện nay có rất nhiều thương hiệu ghế hình dạng như Umu, Matella, Chillax. Bạn băn khoăn không biết ghế nào tốt? Trong video này, Mua Online Giá Tốt sẽ đưa ra top 7 hãng ghế ăn dặm cho bé tốt nhất hiện nay nhằm giúp người mẹ dễ dàng chọn được loại ghế phù hợp nhất cho bé yêu nhà mình. 1. Ghế ăn dặm Áp. Đầu tiên là một thương hiệu ghế của Trung Quốc, đó là thương hiệu Áp. Sản phẩm ghế ăn dặm của thương hiệu này được người tiêu dùng yêu thích và đánh giá cao về chất lượng. Tuy nhiên, mẫu mã sản phẩm lại khá giống các thương hiệu nổi tiếng khác trên thị trường. Mẫu ghế của Áp được sản xuất bằng công nghệ của châu Âu và Mỹ nên được tích hợp rất nhiều chức năng hiện đại khác nhau. Sản phẩm được làm từ 100% chất liệu cao cấp. Thân ghế được làm từ nhựa PP an toàn, phần dây đai chắc chắn có thiết kế thêm đai an toàn bảo vệ bé khỏi bị ngã. Ngoài ra mặt bàn ăn rộng bé còn có thể sử dụng để chơi đồ chơi. Ghế ăn dặm Áp được thiết kế phù hợp với các bé từ 6 đến 48 tháng tuổi và có giá từ 400 đến 500 nghìn đồng. 2. Ghế ăn dặm Matella. Ghế ăn dặm Matella đang là sản phẩm được người tiêu dùng yêu thích nhất hiện nay, không chỉ bởi mẫu mã đa dạng mà còn ở các tính năng vô cùng tiện dụng hỗ trợ quá trình ăn dặm có bé trở nên dễ dàng hơn. Matella là một nhãn hàng đồ gia dụng lớn của Trung Quốc với các cửa hàng đầu tiên ở Quảng Châu. Với hơn 15 năm phát triển và đổi mới, các sản phẩm của Matella không ngừng được nâng cấp đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Đến thời điểm hiện tại, thương hiệu Matella đã chiếm lĩnh được thị phần lớn trên thị trường, tạo chỗ đứng vững chắc để phát triển. Một số sản phẩm tiêu biểu của hãng có thể kể đến như máy hút mũi, xe tập đi. Ghế của Matella được sử dụng cho các bé từ 6 đến 48 tháng với ba nấc ngả lưng giúp bé có tư thế ăn thoải mái nhất. Matella có thiết kế với những tôn màu bắt mắt cùng thiết kế ngộ nghĩnh tạo điểm nhấn thu hút bé. Hiện ghế ngồi ăn dặm Matella đang được bán tại rất nhiều siêu thị mẹ và bé trên toàn quốc. Đây là thương hiệu lớn toàn cầu vì thế các mẹ có thể hoàn toàn yên tâm. Hiện sản phẩm đang được bán với 500.000 đến 2 triệu đồng. 3. Ghế ăn dặm Việt Nhật. Các thương hiệu đồ dùng cho mẹ và bé của Việt Nam như Việt Nhật cũng dần nắm bắt xu thế và đưa ra thị trường các sản phẩm ghế ăn dặm. Tuy thiết kế đơn giản nhưng ghế ăn Việt Nhật vẫn được đánh giá cao về chất lượng, ghế làm từ nhựa ABS cao cấp, an toàn, chắc chắn khi sử dụng. Giá ghế Việt Nhật khá thấp, chỉ 150.000 đồng cho một sản phẩm. 4. Ghế ăn dặm Carter. Thương hiệu đồ dùng cho mẹ và bé nổi tiếng tại Mỹ Carter được biết đến với các sản phẩm như bình sữa, xe tập đi, hiện đã có mặt tại Việt Nam. Đây cũng là thương hiệu số 1 tại Mỹ về đồ dùng trẻ sơ sinh. Ghế ăn dặm Carter được sản xuất tại Trung Quốc vì thế giá bán ở mức khá thấp, khoảng 600.000 đồng. Mức giá này hoàn toàn phù hợp với thu nhập bình quân của người dân Việt Nam. 5. Ghế ăn dặm Sitco. Tiếp theo là một sản phẩm của Sitco. Sitco là thương hiệu quý với bề dày lịch sử hơn 60 năm phát triển. Các mặt hàng của Sitco luôn đảm bảo tính đặc sắc trong thiết kế cũng như chất lượng. Hiện ghế ăn dặm Sitco đang có giá từ 1 đến 10 triệu đồng trải dài theo các phân khúc để người tiêu dùng lựa chọn. 6. Ghế ăn dặm Summer Infern. Ra đời năm 1986, thương hiệu Summer Infern của Mỹ đến nay đã trở thành một người khổng lồ trong lĩnh vực đồ dùng cho mẹ và bé. Các sản phẩm nổi tiếng như xe tập đi, bình vắt sữa được khách hàng yêu thích. Không chỉ đa dạng về mẫu mã, ghế ăn dặm Summer Infern còn được tích hợp nhiều chức năng khác nhau hỗ trợ quá trình ăn dặm cho bé dễ dàng nhất. Với thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng tháo lắp và mang theo khi đi xa, ghế Summer Infern luôn là sự lựa chọn hàng đầu của các bà mẹ bỉm sữa. Summer Infern phù hợp sử dụng cho các bé từ 6 tháng đến 4 tuổi. Hiện ghế ngồi ăn dặm Summer Infern đang được bán trên thị trường với giá chỉ dưới 1 triệu đồng. Các mẹ có thể tới bất kỳ cửa hàng đồ cho mẹ và bé nào trên toàn quốc. 7. Ghế ăn dặm Arike. Ghế ăn dặm Arike là một sản phẩm của Trung Quốc nên mức giá bán ra thị trường khá thấp, phù hợp với túi tiền của người tiêu dùng. Khoảng từ 500.000 đồng đến 1,5 triệu đồng với hai dòng sản phẩm chính là ghế ăn cho bé chân cao và gấp gọn. Vừa rồi là top 7 hãng ghế ăn dặm cho bé tốt nhất. Mong rằng các review phía trên sẽ giúp bạn chọn được sản phẩm phù hợp. Link sản phẩm mình để sẵn dưới phần mô tả để các bạn tham khảo. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp.